về mỗi nơi mỗi chủ mỗi nhà mỗi cái, em hiểu chưa? Mình làm cha làm mẹ sống đừng nên để cuộc đời bất hạnh. Còn ông thầy đã khổ nhiều rồi, đừng ghe tiếng ác cho ông nữa, mà phải biết làm sao công ơn ông thầy đã nuôi con mình đã mười năm mười mấy năm rồi, công lao cực khổ biết bao nhiêu mà nói. Phải bình tĩnh, phải hiểu kỹ lại đâu là người đúng, đâu là người sai. Không phải ông thầy đương nhiên nuôi mà không nhờ nhỏ được, mà ông thầy quăng ông thầy dục. Mình phải hiểu cái tình làm mẹ rồi cái tình cái người đã nuôi giùm con. Chị hiện tại bây giờ em đang có mặt tại núi Vinh, thì cũng có bà cô đang bức xúc về cái vụ sự việc mà cái cô nào mà lên tu viện Sư Minh Đạo đón nhận con về anh chị, thì bên tu viện người ta làm theo đúng trình tự đàng hoàng. Người ta khi mà cô đưa con đến thì một cái chuyện đó là chuyện của cô, khi mà cô đưa đến đón về thì bắt buộc cô phải đi xét nghiệm ADN cho chính xác cái đứa trẻ đó có phải là con của cô hay không. Cái đó chuyện đó là chuyện hợp lý hợp lệ mà anh chị, mà tại sao cái cô này phủ trách nhiệm không, rồi cái bắt đầu là nói là tưởng đâu người ta làm xong xuôi hết rồi, giờ chỉ lên đưa con về. Cô nghĩ sao vậy hả? Cô nghĩ sao mà cô chơ cô đẻ ra cho đã rồi cô gỡ cho thầy thầy nuôi bao nhiêu năm nay rồi bây giờ cô lên cô nghĩ người ta phải làm giấy tờ đồ sẵn cho sẵn luôn, cô chỉ đi lên cô dắt về hả? Cái đó là cũng được đi, nhưng mà cái này sự bắt buộc cô phải đi xét nghiệm ADN. Thì có một bà cô bả nghe được một cái clip của bên kênh nào đăng lên thì cô này rất là bức xúc, thì cô này gỡ lên những cái gì mà cô này đang bức xúc về cái bạn trong nước và ngoài nước. Tôi muốn gửi lên một lời để hiểu biết rõ về những người mà đã nhận con, gửi con và ông thầy có trách nhiệm nuôi con. Kính thưa cộng đồng mạng, hôm nay tôi rất là bức xúc. Tôi có lỡ lời nói những cái gì hơi xúc phạm đến những người gửi con, mong cộng đồng mạng tha thứ cho tôi và có một lời ân cần sâu sắc nhất. Tôi nói cho mấy chị nghe nè, mấy chị á, có trách nhiệm sanh con thì đến gửi cho tư thầy ông Thích Minh Đạo. Ông đã khổ nhiều quá rồi, không phải còn khổ như mình. Tình tiêu cơm áo gạo tiền, ông thầy đã mang hết một trách nhiệm gánh gầm. Từ ông đi tu cho đến bây giờ, ông đã thành tài phát đạt, một người tu chân thành sự thật trong trái tim của khán giả mỗi người khắp nơi trong nước và ngoài nước. Tại vì sao mà ông phải bỏ những cái công chuyện tu của ông? Tại vì sao ông không bỏ gì ông đi nuôi lẻ riêng của ông? Nè chị kia, tôi quên coi chị là quê ở đâu, người ở đâu, nhưng tiếng nói của chị chắc có thể là người của miền Tây. Nhưng tôi nói chị người nghe nè, miền Tây chăm chất thật thà dễ thương. Chị nói là kêu chị lên, tưởng nó làm tâm trách nhiệm, chị chỉ có lên nhận con mà bây giờ còn kêu lên, bây giờ nó kêu đi xét nghiệm nè. Dù sao đây nữa, ngày xưa chị gửi cho ông thầy Thích Minh Đạo ở ngoài Dũng Tàu, chị hiểu lời tôi nói không? Vì lý do sao tôi phải bày tỏ để cho cộng đồng mạng biết là hai ông thầy. Nhưng những người làm tốt họ không cần phân minh phân nha. Nhưng tôi là người cộng đồng mạng, tôi rất là bức xúc. Đừng ai đè nén ổng nữa, chị hiểu không? Chị nói rằng một câu như thế này, nó tưởng làm xong rồi kêu lên nhận con, bây giờ kêu xét nghiệm ADN. Ông thầy thì biết chị gửi con, nhưng nhà nước có ai biết người đó là con của chị không? Nhưng người ta phải làm đúng theo trình tự. Giả sử bây giờ chị lên tay không có tiền, chị thiếu gì chị biết mạng cộng đồng mạng, chị kêu thằng Trọc, cái đầu kênh của thằng Trọc á, cái thằng mà nó đầu tật Trọc á, chị hỏi chị xin nó sẵn sàng nó cho. Nó là người đi quay YouTube nhưng nó có tấm lòng từ thiện, bác ái từ thiện cho những người nghèo, chứ không phải nó không cho. Chị xin nó, chị đi xét nghiệm ADN cho con chị cũng vẫn được. Nhưng ở đây ông thầy nuôi con chị, ông thầy biết nó là con của chị hiểu kỹ chưa? Nhưng cái thứ nhất, xã hội và công an vào cuộc, người ta không biết những người đó là con của chị hay không. Nhiều khi chị đi bắt tay sao, người ta phải cho chị đi đúng tình theo thứ tự. Vì Việt Nam chúng ta làm việc có luật pháp từ giờ, đúng sai rõ ràng, trắng và trắng, em và em, chị hiểu không? Chị nói nó kêu lên,
trời, ông thầy nói con chị, tại sao chị vô ơn bạc nghĩa, chị nói những câu nói của chị xấu sàng vậy chị hả? Nuôi con chị biết bao nhiêu năm công lao cực khổ, chị con ốc chị chơi vui chơi sướng, có một phút giây vui sướng của chị bắt ông thầy này nuôi. Ông cũng là người, chị hiểu không? Nhưng ông không có dòng máu đến gia đình của chị, nhưng ông có một cái dòng máu gì đất nước Việt Nam chúng ta. Cũng là máu đỏ da vàng, ông mới gửi tình thương đến tất cả những cho Phật tử chúng sanh. Muôn loài vô vàn, ông tu là ông sẽ dẹp bỏ hết tất cả, ông không suy nghĩ đó và đó. Mà tại sao hôm nay chị lên nhận con chị nói tưởng nó làm xong thủ tục rồi của con chị gửi cho ông thầy Thích Thích Minh Đạo, ông sẽ biết. Nhưng còn những người khác làm sao người ta hiểu biết? Chị phải biết, phải tìm, phải cho kỹ, chị mới lên chị nhận con chị về đúng ra đúng chốt. Người ta kêu chị làm như vậy là đúng theo trình tự của luật pháp Việt Nam của chúng ta, đúng nơi đúng chỗ, làm từ bước đầu, chứ không phải mình nói bằng cái miệng. Biết rằng mình nói ông thầy thì biết người đó là con của mình, nhưng chỉ có cái miệng mà chị không mở lời. Chị xin ông thầy, dù ông khổ cỡ nào ông cũng vẫn cho vậy, chị đừng có lên cộng đồng mạng mà chị nói những cái câu như vậy xấu tàn. Chị không, chị phản ơn, chị phản nghĩa, chị không có một lời nào mà để cảm động mà yêu thương người ta. Ông thầy chung tay góp sức lo cho con chị biết ăn biết nói, biết hết tất cả những tháng ngày ôm ấp trong người. Ông đã nuôi chị biết bao nhiêu công lao cực khổ, một đứa con nuôi từ nhỏ lớn lên không phải chuyện bình thường. Xã hội cộng đồng nhiều người cũng đã có nuôi những đứa con bất hạnh, người ta cũng đã hiểu đã biết. Chị nói như vậy, vô tình tôi cũng nuôi 13 đứa con của tôi đây, tôi cũng cảm nhận, tôi cũng biết cái đúng và cái sai. Nhưng chị đừng có phản lời vậy, ai xúi chị, ai hiểu chị. Con của chị, tôi nhắc lại một lần nữa nè, ông thầy Thích Minh Đạo và ông đã biết, chị hiểu không? Nhưng nhà nước, người ta ngành, người ta không biết người đó con của chị, người ta phải kêu chị đi xếp anh em cứu thì người ta cho chị nhận con thầy. Lỡ con của người khác chị nhận làm sao? Ông thầy hiện bây giờ đang, người ta đang vui ẩm, đang đưa ẩm vào cái câu chuyện xấu. Chị có hiểu, chị có biết không? Làm người đừng nên làm như vậy. Còn mình nè, con của mình nè, đúng ruột kẻ ra nè, ai ác mặt mừng à, muốn làm những chuyện gì đừng bao giờ đi gửi ai. Khả năng đẻ bao nhiêu nuôi bao nhiêu, đừng bao giờ cho xã hội cộng đồng mạng gánh nặng nhé. Chưa, mấy chị cũng đã biết tình mẫu tử thiên nhiên cao cả, tình mẫu tử đẹp nhất trong cuộc đời. Mấy chị còn tay còn chân còn mắt, chứ không phải mấy chị là người mù mà mấy chị chơi rồi bỏ cho người khác thôi. Mấy chị có xứng đáng làm một người mẹ hay không? Một người mẹ khi nào nè cái tay cùi mắt mù lỡ bị người ta hãm hết, đó là sự rủi ro. Nhờ cộng đồng mạng chung tay giúp sức, họ còn cảm động yêu thương. Còn bây giờ tôi nghe chị nói là có thể mặt mày chị đầy đủ tất cả, đó là để cho ông thầy một cái gánh nặng. Hôm nay tôi rất là bức xúc, tôi mong chị đừng có lên những cái clip nào mà nói hư thối. Con người mình không có giá trị vô đêm sĩ, mình làm mẹ, mình đẻ ra mình đưa cho người khác nuôi là mình đã vô một cái trách nhiệm rồi. Chị hiểu không? Chứ không phải nói là tôi nghèo quá, tôi nghèo, tôi khổ quá, tôi mới đưa người khác thôi. Biết nghèo, biết khổ thì đừng bao giờ chơi cho đẻ, hiểu chưa? Mấy chị là người phụ nữ Việt Nam, mấy chị làm lu bờ những chị em phụ nữ Việt Nam chúng tôi hết lên rồi. Mấy chị làm là, coi như là mấy chị phải là biết ăn, biết chơi, thì mấy chị phải biết những sự rủi ro nó đã xảy ra. Khi mấy chị chơi sung sướng, ăn sung mặc sướng, mấy chị có suy nghĩ không? Giờ mấy chị sắp nở ra bỏ người ta nuôi cho mấy chị. Mấy chị biết cái sự đẻ ra, nuôi công lao cực khổ. Mình là phụ nữ, mình nuôi con nó đã cực thế nào. Còn ông thầy đã từng ăn chơi, từng bận áo cà sa, mà ông từng bồng từng chở tuổi đó, mấy bà thấy mấy bà làm tổn thương không? Mấy bà có làm như vậy, ông Phật chạy nước mắt. Ôi con mẹ, cái con mẹ vô liêm sĩ, túi nát cả đời. Mấy bà, tôi nói bà mẹ nghe nè, không phải ở cộng đồng mạng này cả chung mấy bà ỉ, mấy bà đẻ rồi mấy bà bỏ, ai nuôi cũng dẫn được con của mấy bà, chứ không phải con già, con dịch. Mấy bà hiểu không? Mấy bà có trách nhiệm đến dẫn con về để phụ chung tay góp sức cùng với ông thầy những tháng ngày cho ổng nhẹ đầu nhẹ óc một chút. Ổng đã mang tay mang tiếng rồi, mấy bà đừng làm cho ổng khổ hơn, đừng làm cho ổng khổ nữa. Mấy bà hiểu không? Mấy bà biết đi tu, mấy bà biết mở cái miệng ra mô Phật thương thầy. Thương thầy mà bằng thương thầy phải bảo vệ cho thầy. Người ta ăn hiếp thầy, người ta chửi thầy, thì mình phải biết một lời nào ân cần, sâu sắc yêu thương thầy.
dù mình không có tiền, không có bạc, nhưng có lời nói chân thành sự thật để cho những tháng ngày ta nuôi con mình cho người ta khỏe được một chút. Và bây giờ vô nói với công, chị nói tất nhiên là ông thầy làm khó chị đúng không? Rồi chị nói thiếu căn cứ, con người mình phụ nữ vô liêm sĩ, không có giá trị, mình làm mẹ đẻ ra con gà con vịt đẻ ra đi rồi đặng ăn, mình làm mẹ đẻ ra bỏ cho người khác nuôi là mình đã vô trách nhiệm. Mình mẫu tử yêu thiên cao cả đẹp nhất trong cuộc đời, không gì bằng người mẹ, là không gì, bởi vậy không gì mà đẹp cả cuộc đời bằng mẹ bảo bọc cho con. Những con mèo nữa, con mèo á nó đẻ con nó lùm cây lùm cối, ai đụng tới nó tha con ơi. Tại sao mấy bà tình mẫu tử mấy bà đẻ con mấy bà ra mấy bà giúp ai nuôi cũng vẫn được. Tôi nói mấy bà nghe nè, ông thầy có tấm lòng yêu thương nuôi vậy, chẳng những mấy bà có nuôi được vậy không, con mấy bà còn không nuôi thì làm sao mấy bà có được đức phước để nuôi những người khác. Cho nên mong mấy bà sống ngay, sống tốt, sống cho đàng hoàng, sống cho sự thật, trở thành thành người phụ nữ đất nước Việt Nam của chúng ta đi. Mấy bà đừng làm cố quế người phụ nữ, thích ăn thì thích chơi thì chơi, thích đẻ thì đẻ, đẻ xong rồi giúp. Mấy bà đừng làm như vậy, nói là con của mấy bà rút đẻ ra đó. Tôi nói cho mấy bà hiểu biết, mình làm mẹ, mình đừng tạo con, mình tạo ra là bắt đầu mình phải bảo vệ, phải nuôi con, phải biết thương yêu. Mình có yêu xã hội mới có cái niềm vui, còn mình đẻ mình nhục ra để xã hội gánh nặng. Còn cái này là ông thầy mà ông tu, ông không ăn mặn được mà để đặt ông gieo lại cái nỗi khổ con áo gạo tiền do cái nước đáy con này kia, ông phải bồng phải ẩm. Mấy bà có hiểu không? Bây giờ cứ yêu mấy bà lên chịu vỏ đi phát ai đi em thôi à. Mà mấy bà cũng nói không lẽ mấy bà bằng từ bao nhiêu con mà mấy bà bao nhiêu tuổi mấy bà gửi cho ông thầy, mà mấy bà không có tiền đi xe đi cổ, mấy bà nó gọi điện thoại về vay mượn người, mấy bà nhục nhã mấy bà, mấy bà nói ông chơi mấy bà không biết. Tôi nè, cả thân tôi nè là đàn bà giá mấy chục năm trời nè, tôi nói cho mấy bà biết vậy đó. Tôi sẵn sàng khi tôi có chồng tôi thôi chồng, tôi chẳng có một đồng nào hết. Tôi đi lên đất Biên Hòa Đồng Nai tôi làm việc, từ quê tôi đến đây mười mấy ngày tôi sẵn sàng đi bộ. Mà tôi cũng vẫn làm, ai có con tôi vẫn có con, tôi không giàu hơn ai nhưng tôi vẫn có được miếng cơm ăn áo, tôi bảo vệ con tôi. Mấy bà sanh ra, mấy bà cứ lo chạy theo ái tình, mấy bà bỏ con mấy bà để cho người khác nuôi. Bây giờ tôi nói chị nghe nè, chị là người, một người phụ nữ, sống vì con, mà chị nếu chị sống vì chồng, thì chị đẻ chị nuôi, chị đừng có chạy cho ổng nuôi nữa, hiểu không? Cả cộng đồng mạng, mong cộng đồng mạng hiểu được lời nói của tôi, dù tôi nói thô nhưng mà tôi nói phải có chân tình sự thật trong trái tim của tôi. Tại vì tôi quá bức xúc mà. Mấy bà đừng có nói mấy bà ăn chay, lòng của bà Cao Thị Kim này nay là 72 tuổi chưa bao giờ biết ăn chay niệm Phật, nhưng từng làm phước, từng hỗ trợ giúp đỡ cho những người khó khăn. Tôi chưa bao giờ đến những cái chùa nào để quy y hay là để nịnh bợ. Có sao tôi nói vậy, người sống ngay thẳng chân thật sự thật với lòng, cái gì sẵn sàng tôi sẽ nói. Mấy bà đừng có làm quá. Bây giờ mấy bà thấy tại sao ông thầy có những cái chùa to gốc bự mà nuôi bao nhiêu đứa con nít, không phải ông bỏ con mấy bà, mấy bà hiểu chưa? Không phải đương nhiên nuôi mà ông bỏ là ông đi chỗ khác, vì ông không có giấy kinh doanh, không có một cái giấy tờ. Ông là người tu sĩ, làm sao có một số tiền để nuôi con cháu người ta, phải bắt đúng theo luật pháp của nhà nước chúng ta, phải đúng có một cơ ngơi gì mới có quyền nuôi. Vậy bây giờ người ta cứ ông thầy, người ta kêu ông thầy làm thì đó là khả năng của ổng. Đứa nào có duyên có phận thì ở với ổng, còn không duyên không phận thì phải chia tay. Đạo Phật chúng ta đã có nói rằng như vậy. Bây giờ bà nó nhớ kỹ nè, bà sanh bao nhiêu người con, một đứa thì lên quan hiền, một đứa thì lên làm nợ bà, là tất nhiên đứa đó nó đi đòi nợ bà. Kiếp trước bà đã nợ nó, bây giờ nó phải đòi bà hiểu không? Bà nhìn ra ở ngoài kia kìa, người ta mất mát biết bao nhiêu đau thương không? Bảo đi qua, Việt Nam chúng ta bị tàn phá khổ biết bao nhiêu chưa, bao nhiêu năm nay rồi hiểu không? Những năm dịch qua rồi, nhà có một người, hai người còn khổ gần chết, mà ông thầy gánh gồng mấy chục đứa, bà có hiểu chưa? Thân bà một mình bà làm tay bắt hàm nhai, bà ăn hết tất cả. Rồi bây giờ bà không có gì hết, bà chỉ lên bà nhận con bà, xét con miếng giấy ADN nè. Bà nhận con bà cũng thất quá đó. Bà đừng có giả đò nha. Bà đừng có lù khù, dắt cái lù, chả cái ù nghe chưa. Bà đứng tính đây tổ chức, đặng bà nói
phải bên ông thầy Thích Minh Đạo, mà tôi nói rằng sự công bằng, bà sống phải làm người, phải sống làm sao cho tốt, cho cái đạo đức trước mắt bà tốt, bà mới có đạo đức, bà không tốt, thì làm sao bà có đạo đức của con người, hiểu chưa? Ở đời Phật có nói rằng, bà biết điều, thì bà gặp nhiều may mắn, bà đừng có nói bớt người ta, bà hiểu không? Bà chỉ lên, bà xét cái miếng giấy đó, là bà nhận con bà đúng hay là sai, chứ người ta đâu có biết được bà cho ông thầy Thích Minh Đạo nuôi, thì ông nhận là con của bà, nhưng mà xã hội này người ta cũng nhận đi là thầy nói đúng đi, nhưng bằng ngược lại nhà nước chính quyền lực pháp người ta phải bắt làm đúng theo thủ tục, cái đó là bà phiền cách ai, bà không biết về lực, cho nên là trẻ nhiều mà ngu quá vậy, trẻ phải biết trí nhớ. Còn tôi nói thêm một lần nữa nè, kính thưa cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, nếu ông thầy của chúng ta, bất cứ thầy như là một người cha, một người mẹ tri ân nhất trong cuộc đời của mình, dù mình tu không tu, nhưng cái tâm mình phải nói cho đúng, cho đó, nói cái lời sự thật, đừng bao giờ nói thêm nói bớt, đó là làm cho ông thầy Thích Minh Đạo rất là tổn thương. Ông đã từ nhỏ lớn lên cuộc đời ông đã là bất hạnh rồi, bây giờ mình có thương yêu được thì mình thương, mình cảm nhận được thì mình thương, ông cũng không kêu mình đem cơm áo gạo tiền đến cho ông, còn ông có che bạc hay gì ông ở kệ ông. Phật chúng ta không cần ở nhà lầu xa hơi, yêu cầu tăng chúng ta tốt được rồi, không phải nhà cao nhà rộng, yêu cầu nhà nhỏ cũng được, nhưng trái tim mình là không nhỏ là được rồi. Con mẹ kia có nghe chưa, bây giờ người ta không nuôi con ta mà lên mà nói thằng này thằng kia thằng nào con mẹ hư không mất nát á, bà kêu người ta bằng sư thầy đàng hoàng chứ bà không có nói vậy. Tôi bất cứ thằng nào ở trong đó cũng vậy nữa, cũng kêu bằng anh bằng chú bằng em. Người phụ nữ Việt Nam chúng ta ăn cách mặt bền, nói chuyện đâu đó rõ ràng, bà đừng có nói chuyện như vậy, bà đẻ ra bà xô cho người ta nuôi, rồi bây giờ bà tới bà làm có miếng giấy à, ủa ai kêu bà đẻ, ở đây ta có ép buộc bà đẻ không, sức chơi sức chịu, đẻ chơi được thì nuôi được, còn đẻ chơi không được thì thôi, còn bà có khổ bà đi làm ăn hoàn cảnh xa xôi, thằng cọc nó có ghi đó, ghi trên số điện thoại đó, mấy bà muốn cần khổ quá giờ nó tới quay xin năm trăm một triệu sẵn sàng nó cho. Đó là điều nó là đi làm phước từng người, chứ không phải mà nó không cho đâu. Nó đi từng người, từng nhà, gõ cửa, từng chỗ, nó biết đúng và sai. Tại sao nó đi tìm ra sự thật? Là tại vì tìm coi mấy bà có vậy hay không. Hôm nay tôi gửi lên cái clip này bà nghe, bà nói chuyện phải cho đàng hoàng hết chưa. Chúng mày mà đẻ ra rồi bà nói câu này câu kia nha, tôi rất là bức xúc nha. Lời nói bà phải thận trọng nha. Phụ nữ Việt Nam chúng ta phải ăn chắc mặt bền, trước mắt trôn trọng cha mẹ, trôn trọng thầy, mình mấy cô có gạo tiền mình ăn, và mình không trôn trọng những lời mình nói sổ phàng, tiền đâu cơm đâu mình có, những lời không có lời tri ân mà không có lời yêu thương, người ta nuôi con mình bây giờ mà tính lên là tạo phản hả, hả mà nghe lời ai mà đâm xuồng bể do vậy hả, câm miệng nha, kể từ đây về tao nha, nhận con cơm áo gạo tiền đẻ đem về nuôi nha, đừng bao giờ đẻ rồi thả lan ra chợ, thả lan ra lùm cây bụi bọng nghe chưa. Bà đẻ là bà làm mẹ bà có trách nhiệm, chứ không phải bà đẻ mà đem bà bỏ con bà cá ôm như trứng hột vịt lộn đẻ ra rồi dùng cái bịch nghe chưa. Làm cha làm mẹ mà có trách nhiệm thiêng liêng cao cả, làm cha làm mẹ phải đẹp nhất trong cuộc đời của đứa con, là bà làm ăn mấy năm nổi bà đẻ ra bà giúp cho người thôi cái ruột cái nó ruột bà cắt rồi bà giục đi ra nhai bà nuốt bà ỉa bà mất hết rồi hả, bà không có trách nhiệm làm mẹ sao? Dù là mẹ hoàn cảnh như thế nào cũng gọi là mẹ, mấy bà hiểu không? Dù khổ cỡ nào cũng gọi là mẹ, nhưng tại sao mấy bà đẻ ra mấy bà vô liêm sỉ, mấy bà đem cho người khác nuôi, giờ mấy bà lại phiền trách phàn nàn, mấy bà phải là người phụ nữ Việt Nam không hả? Mấy bà ăn cho sướng chơi cho bự rồi bắt đầu mấy bà đi vòng quanh thế giới đẻ dục cho ai nuôi hả? Mấy bà mới mốt đừng bao giờ lên cộng đồng mạng phiền trách người này người kia nghe chưa, kêu mấy bà đi xét tay lên em là đúng rồi, chứ không phải kêu mấy bà đi xét tay lên em mà được con hay này kia.